Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương thì ở bên mình cũng có làm video, chả biết đi chơi đâu nên quay lại làm video phục vụ cho các bạn tham khảo cũng như là giải trí. Thì trước mắt các bạn đây thì bên mình hôm nay có khá là nhiều, bên mình sẽ vào review luôn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng nhé. Đầu tiên sẽ là dòng cái con máy gần nhất đi. Đây ví dụ như là bên mình có hai chiếc LG G8 Thinh Quy. Đấy, hai chiếc, một màu xám thép và một màu đỏ. Đỏ mận nhìn rất là đẹp các bạn nhé, đỏ mận đỏ đô này. Về ngoại hình của nó thì cả hai con đều là hàng đẹp. Đó, đây con màu đỏ thì nó có chấm nhẹ một chấm ở đây này. Đấy, về các bạn này cái son và cái nhũ chấm vào phát là đẹp luôn. Đấy. Còn lại thi thoảng nó lấm tấm một ít thì không vấn đề gì nhé. Mặt lưng cả hai con đều đẹp các bạn nhé. Tất cả đều là zin nguyên bản luôn. Màn hình của hai con đều là đẹp các bạn nhé, không chảy xước nặng, nó chỉ phê phẩy lông mèo thôi. Đấy, LG G8 cả hai đều màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Đó, về cấu hình của LG G8 Thinh Quy này thì nó là bản một sim chạy chip Snapdragon 855. Đó, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, có dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt và nhận diện bàn tay các bạn nhé. Đó, con này thì mở khóa bằng cả bàn tay được các bạn nhé. Màn hình thì của nó là độ phân giải là 2K cộng thì các bạn yên tâm về cái độ chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn. Đó, độ rộng của nó là 6,1 inch các bạn nhé. Pin của nó là 3.500, máy màu đỏ đô này bên mình sẽ bán các bạn với giá của nó là 3.200.000 các bạn nhé. Đó, cái này 3.200.000 này. Đó, cái màu xám này. Đấy, màu xám thì có vẻ luột là hơn một chút. Đấy. Màu xám thì có vẻ nuột nà hơn một chút. Thế nhưng màn hình nó hơi xước nhẹ một chút thì dán cường lực là cũng hết thôi. Xước la lô. Đấy. Thì cái này thì bên mình cũng để đồng giá cho các bạn luôn nhé. Đó, hai cây đều giá đều là 3.200.000 nhé. Bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1, tặng ốp lưng, cáp sạc, tai nghe cũng như là kính cường lực các bạn nhé. Đó. Tiếp theo sẽ là một chiếc Redmi Note 10S hàng thế giới di động các bạn nhé. Về ngoại hình của nó là zin đẹp luôn này, zin đẹp luôn nhé. Đấy, cạnh viền này. Đấy, cạnh viền đây thì nó có hơi xước nhẹ răm răm một chút ở đây nhé, nó hơi cần xước nhẹ này. Đấy, đây nó hơi cần nhẹ một tí thôi. Nói chung con này ngoại hình của nó rơi vào tầm khoảng 96% các bạn nhé. Đấy, có cảm biến vân tay thì là ở phím sườn các bạn nhé. Này. Đấy. Được chưa? Con này thì RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB luôn các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là 6.4, 6.5 inch. Pin của con này thì siêu châu bò rồi. Đấy, siêu châu bò luôn. Con này pin của nó lên đến 5000 mAh, các bạn dùng tẹt ga các bạn nhé. Không phải lo lắng vấn đề về pin. Đấy, camera thì là của nó là thuộc diện Ultra Premium này. Thì đó mình thử camera của nó xem nhé. Zoom lên đến 10x luôn các bạn nhé. Đấy, về là 10S này, nhìn rất led các bạn nhé. Ở chung camera bọn này thì đẹp rồi, nó là thuộc diện là hàng ảo rồi. Đấy, rất là ảo các bạn nhé. Như cây máy này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 4.100.000 các bạn nhé. 4.100.000 con Redmi Note 10S, hai sim hai sóng, hàng công ty chính hãng. Đây, có phần giới thiệu cho các bạn Redmi Note 10S này. Đó, ok các bạn nhé. Đó, hai sim hai sóng nhá. Đó, giá của nó là 4.100.000. Tiếp theo nữa bên mình có hai cây LG V50S Thinh Quy, hai cây. Thì một cây màu xanh và một cây màu đen. Thì vào view trước cây màu xanh. Lưng của nó thì có hơi xước nhẹ một chút đây các bạn nhé. Nó hơi xước nhẹ này. Xước nhẹ này. Đấy. Xong là đây, nó răm răm nhẹ thôi. Ở cạnh sườn đây thì là nó có vết cấn này. Đấy, cấn này. Đấy. Còn lại đẹp này, phím thì là nó hơi ấy này.
thì bấm nhiều thì là nó hơi dăm dăm một tí nhá. Nói chung con này là viền phẩy đẹp tầm khoảng 95%. Về màn hình thì đẹp không ám không ố không nêu hình gì luôn các bạn nhé. Đẹp không ám ố không nêu hình. Con này thì máy một sim một sóng, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, cũng chạy chip Snapdragon 855, màn hình 6.4 inch, độ phân giải là 2K+, pin của nó thì là 4000 mAh, đó tương đối cao các bạn nhé. Máy đẹp, màn đẹp, có cảm biến vân tay này, nhận diện khuôn mặt này, đó. Và đây nó là bản đặc biệt, đây là con máy màu xanh, đấy, màu xanh đen, đấy. Đấy các bạn nhé, đó đây là bản đặc biệt, máy hàng phẩy, bên mình bán cho bạn giá của nó là 3.300.000 nhé, 3.300.000, đó, rất là đẹp, V50 thường quy nhé, 3.300.000. Cái màu xanh, cái màu đen đây thì lưng của nó đẹp hơn, viền của nó cũng phẩy ít hơn, đây nó bạc thì chân sạc thôi, đấy. Đây nó thi thoảng nó chấm một tí này, đấy, đẹp nhá, không có cấn móp gì nhá, đấy. Màu đen thì nhìn nó đẹp hơn, đấy, thấy chưa, ok, màn đẹp không ám ố, cấu hình như nhau, thì con màu đen này bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 3.500.000 các bạn nhá. Bán cho bạn giá 3.500.000 này, thi thoảng nó gọi là chấm một tí thôi, chấm tí mũi đốt thôi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, hàng zin nguyên bản nhé, màn đẹp không ám ố không lưu hình. Đấy, 3.500.000 nhé. Tiếp theo G7 Thinh Quy, LG G7 Thinh Quy thì hôm nay bên mình có một cây RAM 4, bộ nhớ 64, ngoại hình đây, cây chỗ này là cây phớt hồng nhé. À, nó hơi xước nhẹ một chút xíu thôi này, đẹp luôn này. Đấy, nó gọi là thi thoảng gọi là chấm răm răm một tí thôi nhá, ở sơn nhá. Nói chung viền về vỏ con này, lưng thì không xước, đẹp tầm khoảng 96-97%, màn đẹp không ám ố. Đấy, cũng là màn của nó cũng là độ phân giải 2K+ luôn các bạn ạ, nên các bạn yên tâm, mà chất lượng hình ảnh rất đẹp. Con G7 Thinh Quy này các bạn sẽ tham khảo thêm ở cái cấu hình thông tin ở trên web của mình nhé. Bên mình đi nhanh bởi vì hôm nay nhiều máy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá của nó là 2.200.000 các bạn nhé, 2.200.000. Đấy, các bạn đã sở hữu chip Snap và RAM rất khỏe, rất mượt. Samsung Galaxy Note 9 thì hôm nay bên mình có 3 chiếc, màu lâu, màu đen và màu tím. Thì bọn này thì tất cả đều ngoại hình của nó đều là hàng zin đẹp 97, 98, 99%. Đó, thì nguyên áp suất máy màu trắng nhé. Quên, màn hình trắng, không ám, không ố, không lưu hình. Đen thì nó hơi xước tí ở lưng thôi. Còn lại đẹp luôn. Đấy, còn lại đẹp nhé. Màn zin, bút đầy đủ nhé. Màn zin bút đầy đủ, nói chung chụp ảnh từ xa các kiểu đầy đủ hết nhá. Đấy, Note 9 này thì bên mình đang bán giá ngày dỗ tổ là 5.200.000 các bạn nhé. Đã giảm 100.000 cho các bạn rồi đấy. Tất cả máy đều bên mình đã đều chủ động trừ tiền luôn cho các bạn rồi. Đó, thì bên mình đang bán cho bạn giá 5.200.000 nhé. Hàng zin đẹp luôn, không ám, không ố, không lưu hình gì luôn các bạn nhé. Đấy, màn rất đẹp này. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 4000 mAh. Nói chung là dòng lốt này thì cực kỳ là trâu bò luôn các bạn nhé. Đấy, ok. Cái màu tím này cũng vậy luôn này. Đấy, nói chung là đẹp, bọn này tất cả đều là hàng zin đẹp hết các bạn nhé. Bên mình đang bán đồng giá là 5.200.000. Đấy, đã trừ cho các bạn ngày dỗ tổ rồi nhé. Video hôm nay giá sẽ rất là rẻ. Đấy, có 3 màu đó, màu lâu, màu đen và màu tím. Bạn nào yêu thích màu nào thì alo cho bên mình nhé. Giá 5.200.000 thôi. Đấy, tiếp theo sẽ là đến một con Samsung Galaxy S9 Plus các bạn nhé. Cái này sẽ là một cây bản Hàn. Đấy, về ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp luôn các bạn nhé. Zin đẹp luôn. Đấy, máy con này nó là hàng A+ luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ này. Đấy, viền ni lông còn chưa bóc hết ra luôn các bạn nhé. Đấy, viền ni lông này. Đấy, mặc dù khách dùng cái ni lông này nó hơi xước thôi, nhưng mà các bạn nhìn này, đấy, ni lông còn chưa bóc ra, chứng tỏ cái độ mới của nó cực kỳ giữ gìn nhé. Đấy, nhìn mặt lưng này rất đẹp luôn.
nhìn màn hình này đấy, các bạn nhìn đây, một con máy siêu lướt các bạn nhé. Đây là một con máy siêu lướt luôn, hai sim hai sóng bản Hàn đấy. Đấy, áp suất đầy đủ các bạn nhé. Đấy, 1213 này, áp suất đầy đủ luôn. Đấy, màn không làm không ngố. Con này RAM 6, bộ nhớ 64GB bản Hàn. Đấy, rất đẹp các bạn nhé. Pin 3500. S9 Plus, máy 2 sim 2 sóng. Cái này thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 4.300.000 các bạn nhé. 4.300.000. Con này chạy chip Exynos chứ không phải là giống như bản Mỹ chạy chip Snap đâu các bạn nha. Đấy, chạy chip Exynos. Chúng đây là dòng flagship, các bạn yên tâm về độ mượt của nó, chạy đa nhiễm cực kỳ tốt luôn, RAM 6 cơ mà. S8 nhỏ này, 2 triệu màn ám bản Việt Nam các bạn nhé. Đấy, pin từ hôm qua giờ là không xuống, không bị tắt nguồn nên các bạn yên tâm nhé. Đấy, đây, màn ám nặng nhé. Giá 2 triệu để cho các bạn trải nghiệm Samsung Galaxy S8 này. Tiếp theo đến V50S tinh quy. V50S tinh quy thì hôm nay bên mình về được 5 chiếc, tất cả đều là hàng zin đẹp luôn các bạn nhé, hàng A luôn. Đấy, tất cả ngoại hình đều là zin đẹp này. Đấy, RAM của nó lên đến 8GB, bộ nhớ của nó lên đến 256GB. Đó, hàng zin đẹp, mặt trước đẹp, mặt lưng đẹp, cạnh sườn đều đẹp các bạn nhé. Đây là, đấy, đây toàn là bụi bẩn thôi. Đấy, tất cả đều hàng zin đẹp nhé. Màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, tất cả này, 5 cây này, ngoại hình đẹp như nhau luôn. Màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Nói chung cấu hình của con này thì không còn gì để chê rồi. Từ thanh RAM cho đến zoom, cho đến chip cũng của nó cũng là Snapdragon 855 luôn. Rất là khỏe, rất là mạnh. Đó, màn hình của nó ở độ phân giải Full HD cộng 6.4 inch. Pin của nó cũng 4000, cực kỳ châu bò các bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Máy thì chạy một sim một sóng. Thì bộ này bên mình đang bán giá hôm nay sẽ là 4.100.000 các bạn nhé. 4.100.000. Đấy, rất đẹp. Và hôm nay bên mình có thêm cái màn hình phụ, có một màn hình phụ V50S. Thì con màn hình phụ này thì ngoại hình của nó là hơi xấu. Đây, xước sát thì là không thể xước sát rồi. Đây, nhưng con này đây, mặt trước của nó thì cũng không xước sát các bạn nhé. Mặt trước không xước sát này, nhưng mà ở cạnh viền này của nó là nó có hơi há miệng một tí nhá. Đây, cái khe này này, nó hơi há một tí ở chỗ cái khe này thôi. Còn đây này, còn lại là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, còn lại là đẹp này. Đấy, bên trong này, đấy, tem tiếc đầy đủ đàng hoàng nhé. Bên mình thử một con nào màn hình phụ. Màn hình phụ của bọn này thì ở chỗ này là nó có cái đốc sạc luôn các bạn nhé. Nó đốc sạc, nên khi các bạn cắm sạc là các bạn lại phải bỏ, một là bỏ ốp ra để các bạn cắm sạc, hai là các bạn mua thêm một cái sạc không dây, sạc hút 5 châm ấy. Các bạn cái cục đấy nó chắc nó chỉ ngắn bằng cái đầu ngón tay thôi, các bạn để vào đây, sau đó các bạn cắm sạc như bình thường nhé. Những cái chầu đấy bên mình cũng có đấy, mình bán để cho các bạn nào trải nghiệm thôi. Đấy, V50S chính quy. Đấy, hai màn hình nhá, bọn này là ba màn hình luôn đấy các bạn ạ, không phải là hai màn hình đâu. Đây nhá, một màn hình này này, một màn hình chính này, sau đó là gặp lại đấy, lại có một cái màn hình phụ ở ngoài nữa này. Đấy, đấy, màn hình này thì nó hiển thị được ngày giờ các kiểu này, hơi xước nhẹ một tí này. Đấy, màn hình phụ này thì bên mình bán cho các bạn giá thì có là 1.350.000 thôi các bạn nhé. 1.350.000 cái màn hình phụ này. Nói chung là con này nó xấu. Hôm trước bên mình là lấy hai cái về thì có một cái là đẹp như mới luôn, màn hình phụ đẹp như mới, giá là 1.750.000. Nhưng con này thì là nó ngoại hình là nó hơi xước sát nhẹ và cái miệng chỗ này là nó hơi bị há ra, nên là bên mình để cho các bạn giá chỉ có là 1.350.000 thôi các bạn nhé. 1.350.000. Đây, chỗ này nó há chỗ này thôi. Họ đẹp hết luôn nhá, các bạn để như này này, vừa là chiếc ốp vừa là một cái màn hình phụ nhìn rất là sang chảnh các bạn nhá. Đấy, đấy, đấy. Ở ngoài này không vuốt được đấy. Đấy, lại cả gập được cả vào lưng như này các bạn nhá. Đấy, ok, đó, màn hình phụ 1.350.000 này, máy thì là 4.100.000 các bạn nhá. Tiếp theo sẽ đến là
cây iPhone 8 Plus Gold bản Mỹ. Đấy. Đấy. Con này zin đẹp. Giá của nó chỉ có là 6 triệu thôi. Bao pin luôn, pin 100% luôn các bạn nhé. Lốt 10 Plus bên mình chỉ còn mỗi 2 cây thôi. Lốt 10 Plus bên mình còn mỗi 2 cây hàng A cộng. Thì cả hai cái này đều là bản 2 SIM rồi các bạn nhé. Một SIM thì bên mình hết rồi. Hai SIM thì còn mỗi 2 cây này. Còn một xanh và một màu đa sắc. Tất cả đều là hàng A cộng luôn, zin đẹp. Đây các bạn này. Đấy, zin đẹp luôn. Chỉ 9% luôn các bạn ạ. Nên các bạn yên tâm. Đấy. Rất đẹp nhá. Trên này ni lông vẫn chưa bóc này. Ni lông vẫn chưa bóc luôn. Ở dưới này thì ni lông bóc rồi. Đó, rất đẹp. Màn đẹp không ám, không ổ, không lưu hình các bạn nhé. Đây là lốt 10 Plus 5G. Con này là bản Hàn. Đã lên 2 SIM. Hỗ trợ sóng 5G. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Ngoại hình của nó là zin đẹp. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá ngày hôm nay là 8 triệu 300 nghìn các bạn nhé. Giá ngày trước khuyến mãi là 8 triệu 400 nghìn cả lên 2 SIM. Nhưng mà bây giờ lên 2 SIM này bên mình đã bán lại bằng cái giá 1 SIM thôi. Là 8 triệu 200 nghìn. Tặng các bạn một miếng dán này, một bộ cáp sạc. Đó. Một miếng dán và một bộ cáp sạc các bạn nhé. Đấy, nói chung là zin nguyên bản rồi các bạn yên tâm. Từ áp suất cho đến màn hình rồi đến các chức năng bên mình đều đã kiểm tra đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Đấy, áp suất nhảy tưng tưng luôn. Đấy, bút biếc đầy đủ các bạn nhé. Đó, giá chỉ có là 8 triệu 300 nghìn. Đấy, màu xanh cũng thế nhé các bạn nhé. Màu xanh cũng vậy luôn. Đấy, màu xanh cũng zin đẹp luôn các bạn nhé. 8 triệu 3. Tiếp theo bên mình có thu lại được một cây Samsung. Có cả ốp của khách luôn. Con này là Samsung Galaxy Note 8, máy màu vàng cát. Đấy, cái này thì là nó ngoại hình của nó hơi xước lưng này. Lưng hơi xước này. Đây là bản Hàn các bạn nhé. Bản Hàn, con này thì màn của nó thì hơi ám nhé. Màn này của nó là ám luôn, chưa fix ám đâu. Đây, con này là màn ám. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, 2 SIM 2 sóng nhé. RAM 6 bộ nhớ 64 các bạn nhé. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Bản Hàn đã lên 2 SIM các bạn nhé. Lốt 8, màn ám. Màn ám nhưng đầy đủ tất cả chức năng nhé. Bút biếc đầy đủ nhé. Đấy, rất ok các bạn nhé. Con này thì không có chụp ảnh từ xa đâu các bạn nhé. Bút Note 8 nó không chụp ảnh từ xa. Loa liếc đầy đủ, tất cả chức năng đầy đủ hết các bạn nhé. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá cây máy này là 2 triệu 900 nghìn các bạn nhé. Bán cho bạn giá 2 triệu 900 nghìn thôi. Đó, bạn nào yêu thích cái dòng máy này thì alo cho bên mình. Lành hơn hàng đốm các bạn nhé. Đấy, màn thì nó chỉ bị ám thôi nhưng mà nó lành hơn hàng đốm rất nhiều. Đấy. Lành hơn hàng đốm. 2 triệu 9 các bạn nhé. Ở lốt 10 hôm nay bên mình có một cây này, nó là hàng A cộng. Cây lốt 10 này là bản Việt Nam. Đấy, hàng Việt Nam luôn. Zin đẹp lung linh. Hàng A cộng. Đấy, màn không ám, không ố, không lưu hình. Máy thì chắc chắn sẽ có 2 SIM 2 sóng bởi vì đây nó là hàng chính hãng Việt Nam. Đấy, áp suất đầy đủ các bạn nhé. Màn hình trắng bốp luôn. Đấy, áp suất đầy đủ các bạn nhé. Con bản Việt Nam này thì RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Bản chính hãng 2 SIM 2 sóng. Đó. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7 triệu rưỡi các bạn nhé. Bán cho bạn giá là 7 triệu rưỡi này. Đấy, hàng zin đẹp. Giá hôm nay sẽ là còn 7 triệu tư các bạn nhé.
7,4 triệu tặng ốp lưng, một bộ cáp sạc và một miếng dán các bạn nhé. 7,400,000 hàng chỉnh hãng, 2 SIM 2 sóng nhé. Đấy, tiếp theo đây là một con A21S này. A21S này. Đây, con này là hàng phiên bản chỉnh hãng nhé. Ngoại hình đây thì nó có hơi, lưng này nó có hơi xước nhẹ một chút thôi, hơi xước nhẹ răm răm, nhưng mà màu tối rất là khó nhìn các bạn nhé. Bốn camera sau này, cụm camera này, vân tay đằng sau luôn này. Cạnh viền của nó đẹp này. Đấy, cạnh viền là đẹp các bạn nhé. Cạnh viền là đẹp. Nói chung về ngoại hình con này nó phải rơi vào tầm khoảng 98% các bạn nhé. Ngoại hình rơi tầm 98%. Đấy, máy thì có màn hình đục lỗ A21S. Đây, mình vào xem phần giới thiệu. Đấy, 2 SIM 2 sóng online luôn các bạn nhé. Đấy, máy hàng chính hãng mà. RAM ROM của nó này. RAM 3GB, bộ nhớ của nó là 32GB các bạn nhé. Đấy, RAM 3, bộ nhớ 32. Bán cho bạn giá là 3 triệu các bạn nhé. A21S này giá 3 triệu luôn. Đấy, máy đẹp, màn hình to, 6,8 inch luôn, 6,7, 6,8 inch các bạn nhé. Các bạn yên tâm, đầy đủ chức năng, có nhận diện khuôn mặt, có vân tay. Đó, nhận diện khuôn mặt và vân tay nhé. Đấy, giá của nó chỉ có 3 triệu thôi các bạn nhé. Ngoài ra bên mình vẫn còn những chiếc lốp mượt plus, hàng màn ám nhẹ, siêu nhẹ các bạn nhé. Giá chỉ có là 7,2 triệu thôi. So sánh luôn. Cho cả hai con mắc độ sáng nhé. Để mà để gần nhau thì các bạn cũng sẽ không nhận ra đâu. Không nhận ra đâu là ám, đâu là không ám đâu. Nó rất là đẹp. Đấy, nhìn thậm chí những con này nó còn sáng hơn cơ. Nhưng các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ có là ám nhẹ, ám mờ đấy các bạn nhé. Nhìn thật kỹ là nó sẽ vẫn có cái ám nhẹ, ám mờ đấy. Còn lại đẹp luôn, nó chỉ ám nhẹ một tí ở trên thanh công cụ này thôi. Đấy, mà giá rẻ hơn đến hơn 1 triệu luôn. Giá chỉ có 7,2 triệu này. Đấy, đấy, nó chỉ ám rất là mờ thôi, rất đẹp nhá. 7,2 triệu đó. XS Max này, pin 92 thì là giá hôm nay là 9 triệu này. Còn con màu vàng này pin 87%, giá 8,5 triệu này. XS Max hàng zin đẹp các bạn nhé, tất cả đều zin đẹp, zin đẹp luôn. 8,5 triệu và 9 triệu nhé. S15G 5,7 triệu, hàng zin đẹp phẩy các bạn nhé. Đấy, nó có hơi xước nhẹ một tí thôi, nhưng không có cần móp các bạn nhé, nên các bạn yên tâm. Lưng đẹp, mặt đẹp, màn hình trắng sáng không ám mố. RAM 8, bộ nhớ 256GB, giá chỉ có 5,7 triệu thôi. Đó, vậy là hôm nay bên mình đã view xong chiếc máy đang có tại kênh. Chúc các bạn sớm tìm được cho mình những chiếc máy ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.